Đây là cái buổi thứ ba mà mình được làm quen với cái bộ môn khí công của thầy Phúc Thành. Thì cái cuộc sống hiện đại ngày nay thì nó mang đến cho con người ta vô cùng nhiều những cái stress, những cái căng thẳng, và đặc biệt là sinh ra những cái bệnh rất là thường gặp thôi. Ví dụ như là những cái bệnh liên quan đến xương khớp này, đến đại tràng, đến tiêu hóa và rất là nhiều cái bệnh khác nữa. Thì thông qua một số những cái buổi tập khí công với thầy Phúc Thành ấy, thì mặc dù là cũng chưa trải nghiệm được nhiều, tuy nhiên có một số cái mà nó rất là rõ rệt mà có thể kể luôn ở đây. Ví dụ như là sau khi tập thì cảm thấy cái cơ thể mình người nó ấm lên, nó khá là khoan khoái, dễ chịu. Và sau mỗi một buổi tập thì mình cảm thấy khỏe khoắn, khỏe mạnh hơn, và đặc biệt là có một cái giấc ngủ ngon hơn. Thì đấy là những cái ban đầu mà một người tập khí công mới như mình là có thể cảm nhận được. Và với những ai mà có cái nhu cầu mà tập luyện chuyên sâu hơn về bộ môn này thì thầy Phúc Thành cũng có những cái lớp chuyên sâu hàng tuần, 2 buổi 1 tuần để cho rất là nhiều lứa tuổi có thể trải nghiệm. Năm 2008, bản thân vốn là người mang nhiều căn bệnh khó chữa như suy giảm chức năng gan, thận, viêm xoang, viêm họng. Thầy Phúc Thành đã dành 7 năm tầm sư học đạo cùng các bậc chân sư để tu luyện khí công và thiền định tự chữa bệnh. Năm 2015, được biết đến là người sáng lập trung tâm thiền khí công Khoa Vô Ưu nhằm lan tỏa những bài khí công chữa bệnh cho cộng đồng. Là người khai sáng phương pháp mở khớp giúp cho 50.000 học viên ngồi thiền kiết già dễ dàng hơn, khai sáng phương pháp định tâm trong thiền định, giảm stress trong cuộc sống. Thầy đã giảng dạy miễn phí cho hơn 80.000 người qua nền tảng trực tuyến. Một người được biết đến với sự cho đi không ngừng, lan tỏa giá trị yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng. Sứ mệnh của thầy là giúp cho 5 triệu người Việt Nam được tập luyện khí công và thiền định, nâng cao sức khỏe, giảm stress, có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Thầy dành tặng khóa học thiền giúp bạn sống hạnh phúc hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần tag tên 3 người bạn và share về tường để nhận khóa học này.